trái. Cái chân trái. Trời ơi. Riêng vào cái chân phải của Zidane mà ZD thì đừng có hỏi. Lại Zigo này, lại Zigo này. Cái tội hay gì này. 180 tỷ mà chưa biết Bui team gì cả. Mà chủ hàng bảo là em thích Ferro Torres. Đấy, nhưng mà Bui tùy ý thầy, tùy ý anh. Thích Bui team gì cũng được. Mà tôi nhìn thấy ở đây là có một gói BTB on này. Hay bây giờ mình chơi quả may mắn nhở. Mở BTB này ra ra được cái con hàng gì mình Bui xung quanh con hàng đấy luôn. Bè em thì nữa. Ai thử nick Bui. Rồi, bây giờ anh em thống nhất thấy không? Bây giờ Bui được con nào mình sẽ Bui xung quanh con đấy luôn. À, bở được con nào thì mình sẽ Bui team color hoặc là thưởng thức cái content này. Rồi. Làm quả BTB on 8 này. Ôi lửa luôn này. Pháp GK đi rồi. Hugo Lloris. Angeloa 113 gói on à? Con này như min hay sao ấy? Con này như min hay sao em nhỉ? Mẹ ra GK thì làm sao chơi? Ra GK là sao chơi nhỉ? Tờ 113 sao có thể Bui được nhỉ? 41 tỷ này. GK tuyển Pháp. West Ham này, PSG. Fulham, Real Madrid. Hay làm tí ở PSG nhỉ? West Ham thì khó mua lắm, với 180 tỷ khó mua lắm em ạ. West Ham này, team PSG này. Còn có gì không ta? Với Ryan. Đây, mở hết mấy gói này đi xem nó ra cái gì. Hy vọng là ra thêm được còn một gói cộng 8 nữa. 180 tỷ sau Bui nổi Real với cả PSG. Bây giờ Bui West Ham thì nó hơi khó đấy, hơi đuối. Tôi thấy khó mua ấy. Tàu ngầm vàng Villarreal. Tàu ngầm vàng Villarreal. Wembeck này, Jesus Navas. Pháp hoặc Villarreal. Khả năng Bui tuyển Pháp là đẹp. Tôi nghĩ Bui Pháp là đẹp nhất. Mình có sẵn GK rồi. Bui Pháp là đẹp nhất anh em ạ. Pháp rẻ. Đấy. 180 tỷ này không biết có được tuyển Pháp ngon ngon không. Mbappe hay là Thierry Henry nhỉ. Ok, chắc là chốt quả HG anh em ơi. 18 tỷ. Đấy. Một thẻ HG. Để cho sữa mua nha, sữa mua cho bác. Kích vào đây, còn kích vào đây. Kích vào, ấn vào. Đấy. Đấy, rồi, mua luôn cầu thủ, ấn mua luôn. Mua luôn. Rồi, giỏi quá nhỉ. Thierry Henry đã về. Cánh trái đã ai nhỉ? Griezmann. Đấy, Griezmann xem mua thẻ nào nó ổn ổn nhỉ. 195 tỷ Pep con cúp không mua được này. HG khó mua. Đây rồi. Ôi sao tuyển Pháp nó rẻ thế nhở. 28,8 tỷ. Rẻ bèo vậy ta. Đầu tàu ít dứa anh có 180 tỷ. Đâu cần nhiều em, đâu có nhiều. Rồi 28 tỷ chốt. Cánh trái của Griezmann, cánh phải Mbappe. 22U thôi à. 22U 35 tỷ. Đấy, đấy được chưa. Đấy, để bác đọc chat chứ. Mbappe. Đấy được rồi. Chủ ạ sắp nghỉ game chứ. Đang Bui, hai bác sáu tôi đang Bui. Đẹp đẽ này, đây còn nhìn đây này. Mbappe 18 tỷ, lương 24 này. LW chạy nhanh luôn, nhanh điên luôn ấy. Sốp. 18 tỷ. 18.2, ngon bổ rẻ cho khoảng 70 tỷ ơi. À Zidane, ở Zidane cũng là một sự chọn không tồi nhá. Zielin Zidane. Đấy. Đây. Đây cái sự kích cho bác nha. Đấy, Zidane có thể EBS chuẩn luôn. Không thể khác được. Kích cho bác. Rồi, đẹp dài luôn. Chúng ta đã có 4 vị trí rồi. CDM đây anh em ơi, CDM. Tí nữa 36 tôi sẽ khiển cái tuyển Pháp này nó ra nước luôn ấy. Bóc 3 này. F3 xem nào. Hơi ảo giá một tí. World Cup. World Cup lại hơi đắt. RTN 40 tỷ cho một vị trí CM. À đây, để bác kéo lên. Đấy, để bác kéo lên nha. Khó nhờ. FA thôi à. Rồi, đây thì sữa mua cho bác. Đây, sữa mua cho bác để bác mua 13.1. Em nào có nhà của tôi nha. Bóc 3 một thẻ FA luôn. À đây, kéo lên cho con gì đúng không? Rồi, Kante có mặt trong đội hình á. Đây, đợi bác tí. Kante ngon bổ rẻ. Kante cơ mà. Xong mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn ấy. Ok kìa. Kante này, người không phổi 5 tỷ à, E21 này. Được quá nhờ. Xem BTB đắt hơn tí không? Có khả năng mua Kante rồi. 12 tỷ. Thôi đéo được, một cộng 5 thôi. 5 tỷ Kante, đầu tiên phải sắm Kante nhá.
Đấy. Rồi, cánh trái thì tôi đang nhìn thấy quả De Saili này, Saliba này, Upamecano với 71 tỷ làm sao mua được quả hàng thủ ấy nhỉ? 71 tỷ này. À quên 21 chứ. À hai World Cup à? World Cup 9 tỷ. Được, World Cup 9 tỷ được anh em ơi. Một CB nữa anh em, một CB nữa. Upamecano. Khỏe đi, đã 180 tỷ rồi, bù cho người ta khỏe khỏe một tí đi. Upamecano sẽ nào, 64 tỷ, 5 tỷ này. Con nào rẻ hơn tí không? 21U xem nào. 16 tỷ à? 18 tỷ. Ừ, khả năng nào là mua được đấy. Con này đặt 17 tỷ đi. 17 tỷ. Đấy, xem cái trái mình sẽ đá khoảng theo Hernandez. Theo khó mua vậy ta. 15 tỷ. Lưng 22, quá đẹp dài luôn chứ gì nữa. 15.2. Rồi, 22 World Cup. Cánh phải anh em ơi, cánh phải. 3 phát. 3 phát được mùa thẻ. 21U à? 3 phát. Dubai. Bình tĩnh, Hà Nội đang kiểu mưa rét này, tôi làm cho anh em nóng đầu, anh em không cảm ơn tôi thì thôi. Rồi, không làm tí lưng 17 đi. Làm tí 3 phát này cũng được. Mẹ làm tí thằng cộng 7 này. Rẻ bèo. Cho hàng xóm ngủ, nhưng vấn đề là đang không mua được. À đây 18 tỷ, mẹ chốt luôn mày đấy. Rồi xong luôn, xong luôn, xong 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 rồi. Mua 7 tỷ luôn. 3 phát. Nhận. Mẹ giữ tận 10 lương luôn à. Giữ tận 10 lương luôn à. Ok, xong luôn thầy, xong luôn, xong 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 xong. Thierry Henry này, Mbappe này, Kanté này. Quá đẹp trai luôn đội hình này. 240 lương luôn. Chứa tuyệt đội. Chấp đối thủ 10 lương. Tuyên bố luôn đấy. Sơ đồ này là bây giờ sơ đồ này như tôi thấy thì hình như nhá. Theo như cảm nhận của tôi chỉ có mình tôi đá thôi. Không ai đá cả. Đấy, theo như cảm nhận của tôi chỉ có mình tôi đá mà. Chứa tuyệt đội này. Dấu tên dấu tên đã donate okay cho Pai Gigi 10.000 đồng. Em Minh Đức do thích con hàng DIB mong thay xem C1V chi gia trinh. Uầy, cảm Minh Đức đô. DIB à, xong luôn em. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Thông thường này, xâm nhập vòng cấm là ok này. Đây là sơ đồ của tôi nha. Với hai để CDM mình không để giữ vị trí nữa, mình để tham gia tấn công luôn cho nó mát. DIB, bùi như trụ pin nó có 180 tỷ thôi anh em lấy đâu ra nhiều. DIB, con này đá vị trí nào còn 20 tỷ. 11 tỷ. LM chạy cánh à? Được, 11 tỷ. Xúc 11 tỷ. Nhưng mà để mua này nó hơi kiểu thối quá nhở, con này hơi tật. Mấy đứa gỗ này chắc là thường dễ khoảng 3 tỷ. Đấy, 10k chắc khoảng 3 tỷ thôi, là đẹp. 3 tỷ. Rồi, không để cho em để đợi lâu nữa. Tôi vào ngay trận đấu đầu tiên của tuyển Pháp. Siêu đẹp này với chỉ là 180 tỷ thôi. Dấu tên đã donate cho Tai Gigi 31.000 đồng. Quay cả dấu tên. Gia Trinh thay oi thay tiết em vai thì em mượn no cong 8 Gia Trinh. Còn có 17 tỷ xong. Sao có thể mua được nhở? Chết mẹ rồi. Đây rồi, đây. Một sửa lọt cho mình Đức Đỗ nhá. Rồi 8 cộng 8 mới chịu. Được một cái chạy thôi, khéo léo mà. Tôi sẽ bóng như Messi cho anh em xem. Cái chân trái. Tôi bảo mà cái chân trái khác gì cái chân trái của Messi đâu. Khổ. DIB. Nhìn cái chữ mở đầu là anh em biết rồi đúng không? Mẹ sẽ để nó vừa cong nó còn vừa ảo. Có khi DIB hôm nay sẽ là nhân vật chính ấy, của content này đấy. Không, giờ này phải thắng đậm ấy. Mới ra được content. Ui, chạy kìa. Nó nhỏ, nó lướt ghê chưa anh em ơi. DIB, 1m70 thôi. Tăng tốc độ là có. Nhưng phải nói là cái pha chọc khe xuống của Zidane là khá là đẹp. Khá là đẹp nhá. Cắt. Trời ơi. Riêng vào cái chân phải của Zidane mà ZD thì đừng có hỏi. Nó cũng có độ hiểm nhất đấy. Đấy là Zidane một thẻ FS cộng 5 thôi nhá. Mình dư tiền ra mua quả icon nữa thì đó là mắc binh. Không, mấy anh em của dây chuyên nghiệp hay thế mà. Hay xoạc lắm. Năm tính cái là xoạc à? Ấy, biết hay mà. Hay quá. Mẹ, mua quả Kisman về đéo được đá kìa. Không, khả năng phải thay người. Ê ui. Xoạc kìa. Ui xoạc kìa. Đều rồi.
Đây rồi, KT ghi bàn. KT. Mày lấy đà thật là xa. Lấy đà thật là xa. Mày muốn ghi bàn thì có ghi bàn liền. Xoay. Nhẹ nhàng. Không biết nói gì, không biết phải nói gì về các bàn thua vừa rồi. Chuyền lá, rồi. Lại di gôn này, lại di gôn này. Cái tội hay di này. Tì di này. Đại bi. Đại bi, ui nhanh chưa kìa. Trời ơi, cái chân trái của Đại bi 1-9-1-10 so với cái chân trái của Messi. Giá như Messi không sinh ra ở trên đời thì 8 quả bóng vàng đã là của Đại bi rồi. Mọi chuyện sẽ dừng lại chuyện giá như thôi. Mấy thằng kiểu nhanh này nó luồn lách ghê cực kỳ luôn ấy. Nhanh mà còn nhỏ người như này chứ mẹ. Nó luồn như con lươn vậy. Lươn với là chạch anh em biết chưa. Lách về phía sau hàng phòng ngự của đối phương. Ui ôi, cụ niệm rồi, chân đi lạnh toát rồi. Ôi à, ra được, ra được, ra được. Ôi. Tí đấy. Ok ok, được được được, quả thủ hai nhá. Tôi phải công nhận quả đấy thủ hai. Tôi phải công nhận quả đấy thủ hai. Má, quả thủ 10 điểm luôn ạ. Em yếu, nó yếu điên luôn ấy. Ủa, cái bàn thắng nó sao nó rùa vậy ta? Thôi bàn này không tính, bàn này không tính em ạ, bàn này không tính. Trời ơi Zidane. Làm sao mà đỡ đây, sao Zidane ghi bàn nhiều vậy ta? Bàn thắng đầu tiên. Chúng tôi chỉ còn 2 bàn nữa, còn 2 bàn nha. Ok, ok Minh ơi, ok Minh ơi. Chúng tôi chỉ còn 2 bàn nữa thôi. Hai bàn, ok. Nó phải thế chứ, mày có tí kẹo vào đá nó có hưng phấn lắm anh em ạ. Nó hưng phấn cực kỳ luôn ý. Lùi đá cả DRB bỏ hấp luôn à. Chất chưa thầy. Chất chưa thầy. Sút không nhìn thấy bóng luôn. Sút không nhìn thấy bóng luôn ý. Nhìn nó rộng lắm, nó rộng trong ngồi nhìn như trong cái hộp vẽ tít thì cắt 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 rồi. Ok, đấy, đây ngồi thì kiểu đấy cho nó. Thấy mặt thầy gái. Cái mắt thầy tệ thật đấy. Chào mừng em đến với buổi stream của TG này. Ba con vợ này cứ cắt cắt bốn góc này nhìn thấy ra mặt nó to vãi chưởng, mặt to với mặt nó bị dài ấy. Thế ta bị đánh giá thế nào con hàng DRB này để mà nói rằng là con DRB này thì nó phù hợp hơn với việc là thi đấu ở bộ môn điền kinh. Chỉ có một chỉ số chạy, đéo có một cái chỉ số gì cả. ZD không? Mẹ ZD hơi bị hay ấy. ZD chó luôn thằng DRB này. Dứt điểm ngu vãi trưởng, chạy 121 đúng không? Ở chạy 131, chạy 131. Ở level 1 cộng 8 là chạy 121. Ừ, tăng tốc 120. Nó tầm đấy. Tôi đã build con này rất nhiều rồi. Tôi đã mua con này rất nhiều. Tôi nhớ đi, chỉ có hai cái chỉ số này mà ấy thôi, chỉ số chạy. Ở đây rồi. Mày quá, vẫn kịp làm quả bóc 3 hot trick. Anh em hỏi thầy có chạy được như nó không? Thầy cứ phán. Rồi, đấy là thật là xa. Thế nó có sở chim như tôi không? Ông hỏi chán đấy không? Rồi, hot trick, làm hot trick, làm chủ cái đã tính sau. Nhẹ nhàng. Cái gì ấy? Đang định fake vào shot ấn trượt. Anh nó đái với bèo chết được không? Có khi nào phỏng cái gì bật cái điều hòa bật 29 độ đấy, tắt mẹ đi rồi xong rồi ngồi trong phòng cái gì bật điều hòa phát ngồi rồi